Dàn đồ trên đây thì nó khoảng bằng tiền mua xe gần 100 triệu. Xin chào các bạn, mình là Linh tại Connect.vn. Và hôm nay mình mượn được con xe DR155 của anh Hiệp. Mà cái con xe này nó đã độ thành cái bản Supermotard rồi. Thì để coi là hôm nay anh Hiệp đã độ những cái món gì để mà cho con xe nó ra như thế này. DR155 là cái con cào cào mới được bán tại Việt Nam, ra mắt cách đây khoảng vài tháng. Con xe này cũng chính là con xe đầu tiên mà mình review. Có một video review cái lúc mà cái xe này nó còn đi cái bánh 18-21, bánh gai nguyên bản. Con này có một cái bản Supermotard, bản X mà chỉ dành riêng cho thị trường châu Âu thôi. Và nó châu Âu 125, 125 và không có VVA. Vậy là bản Supermotard sẵn là DR125X không có VVA. Đúng. Còn cái bản này là DR155R có VVA, zin là bánh 18-21. Cái chuẩn chung của Supermotard là hai bánh xe phải là 17 inch đúng không? Đúng rồi. Và nó đi lốp on road thì nguyên cái dàn sau gấp niền đùm đĩa và thắng là anh Hiệp đặt nguyên con của DRZ400 vào. Ở cái dàn trước á, đùm và niền cũng là DRZ400 nhưng mà cặp phuộc là của DR450. Thì khi mà mình độ cái con Supermotard từ bánh 18-21 xuống cái cặp bánh 17-17 thì cái chiều cao của yên xe nó sẽ hạ xuống một chút xíu. Nguyên bản của con này là 880. Sau khi mà anh hạ xuống là anh thấy xe nó bị chúi đầu xíu không? Nó không bị chúi đầu. Nó thấp xuống thôi. Bộ này là của bộ tự làm. Nó là vậy thì thay bô thì mình phải làm gì, đâu phải là gắn vô là xong đâu. Đúng rồi. Hình như là anh thay luôn cái cổ bô rồi cả. Đây là nguyên cổ bô. Này là nguyên cái system luôn rồi. Yes. Thì nguyên cái system này là giá không bao nhiêu? Giá dự kiến nó khoảng tầm dưới 5 triệu. Nhông sên dĩa hình như là anh cũng đã thay cái dĩa lớn hơn rồi. Dạ, nhông sên đã đi sên năm 20. Thì dĩa cũng phải đi dĩa năm 20. Đúng rồi, nguyên bộ. Thì nhông sên dĩa nguyên bản là 428. Nhưng mà cái tỷ lệ là bao nhiêu? 14:51. Còn anh đang đi là? Hiện tại anh đang đi là 13:46. 451, 428 chuyển sang 13:46, 520. Mấy cái tiệm mà người ta xuống một tạc cho mình đó thì công người ta sẽ lấy tầm bao nhiêu? Riêng cái cặp bánh thôi á thì thường nó sẽ dao động trong khoảng từ 10 cho đến 15 triệu. Còn cái đèn nữa này nha. Đúng rồi, cái đèn bi cầu. Đèn này có gì đặc biệt? Đèn này đi cầu sáng hơn đi cầu sáng. Đèn bình thường. Đúng rồi. Con này anh xuống là bao nhiêu tiền rồi? Con này hiện tại đối với cái dàn đồ trên đây thì nó khoảng bằng tiền mua xe gần 100 triệu. Sao mắc như vậy? Tại vì mình sử dụng đồ xịn. Rồi bây giờ ai xung phong chạy thử xe này vòng vòng để mà quay. Em. Ok, để anh quay cho. Dạ. Vô. Nói chung mà cứ bốc đầu rớt cái gì thì đền cái đó thôi. Chiều cao 880 phải không? 880 phải không anh? Chiều cao của em là 1,5 m hả? Đúng rồi. Em cao 1,5 m phải không? Em cao hơn 1,5 m anh. Mày làm gì tới 1,5 m? Em 1,2 m à. Em 1,68 m mà. Thôi nhưng mà kệ, mọi người muốn nghĩ em nhiêu mét cũng được. Again.